Buổi sáng ngày hôm nay, em Hùng tiếp tục gửi đến cô chú anh chị chúng ta một khu nhà lầu cực kỳ VIP nha quý vị. Khu nhà lầu đồng bộ 50 căn. Khu này thì rất là đẹp, đường trước nhà rộng 10m, có cây xanh ở giữa và khu này thì khá là thông thoáng với hai dãy nhà lầu san sát nhau. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một căn nhà ngang 4m, độ dài 16m, thiết kế rất là đẹp, hướng đông nam trong khu nhà lầu 50 căn. Một khu dân cư nhà giàu khá là đẹp trên trục đường Phạm Văn Chiêu thông ra trục đường Lê Văn Thọ thuộc phường 9 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng ta đang tham quan không gian bên ngoài khu phố của căn nhà, một khu phố nhà giàu nha quý vị. Khu này thì rất là an ninh và ổn định. Đường xe hơi 10m. Khu nhà lầu cao cấp đồng bộ, cây xanh phủ bóng mát với giá tầm hơn 6 tỷ thôi. Quý vị cô chú đang có nhu cầu tìm mua một căn nhà đẹp khu đồng bộ, chính chủ xây ở, thiết kế đẹp sang trọng thì hãy đến với căn nhà trong khu đồng bộ ngày hôm nay em Hùng giới thiệu đến quý vị chúng ta. Và chúng ta sẽ cùng tiến lại mặt tiền mặt chính để chúng ta tham quan trực tiếp căn nhà nhé. Và đây là mặt tiền mặt chính căn nhà chúng ta ngày hôm nay. Căn nhà ngang 4m2, sâu 16m, thiết kế một trệt một lửng và một trệt và 3 tầng lầu, hướng đông nam nha quý vị. Căn nhà nằm trong khu phố an ninh, ổn định, đồng bộ, khu nhà giàu cao cấp. Và quý vị đang ngắm nhìn mặt tiền mặt chính căn nhà chúng ta. Căn nhà này thì xây dựng chính chủ xây ở nha quý vị. Thiết kế có sân đậu xe máy, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Và quý vị đang cùng em ngắm nhìn mặt tiền mặt chính căn nhà. Quý vị sẽ cùng em Huy Hùng vào bên trong nhé. Đây, trước khi vào bên trong thì chúng ta sẽ nhìn lại con đường trước nhà một lần nữa này. Con đường tới 10m, cây xanh ở giữa và hai bên dãy nhà lầu san sát nhau. Khu nhà đồng bộ đẹp nha quý vị. Và căn nhà này thì chính chủ xây ở với nội thất tặng kèm full khi mua. Quý vị mua thì chỉ việc xách vali quần áo về ở thôi. Ở đây thì quý vị sẽ có lớp cổng 4 cánh, lớp cửa sắt này. Bên trong là khoảng sân 2m đậu xe máy. Di chuyển trong đây thì quý vị sẽ có lớp cửa nhôm xin, lớp cửa sắt được sơn màu trắng. Không gian phòng khách căn nhà thì có đầy đủ trang thiết bị nội thất. Bên trên có trần Panasonic này. Hai bên tường có rắn giấy ốp nhựa và có màn hình TV 55 inch kết hợp với sofa. Dưới sàn thì được ốp gạch 60m2 nhé. Đây là không gian phòng khách của căn nhà. Nhà này không có lửng nhé. Khu này không có căn nào có lửng nha quý vị. Phòng khách thì đầy đủ trang thiết bị nội thất đây. Có quạt trần bên trên, cảm thấy rất là mát cho không gian kiến trúc căn nhà. Di chuyển vào giữa là không gian cầu thang với không gian cầu thang được ốp đá hoa cương màu đen, tay vịn gỗ căm xe, lan can là bằng sắt. Kế bên cầu thang này có những tủ kệ trang trí, đồng hồ treo tường. Di chuyển vào trong đây, quý vị đến với không gian bếp này. Không gian bếp thì quý vị sẽ có bàn ăn gỗ căm xe, 6 ghế. Những bức tường không gian bếp thì được ốp nhựa và ốp kính caro lên cao phun trần. Bên trên phòng bếp thì cũng có quạt trần Panasonic kết hợp với tủ lạnh Samsung. Khu vực bếp âm có cả nồi cơm điện, tủ bếp trên dưới đều làm bằng chất liệu của căm xe. Và phía sau đây là không gian giếng trời này. Nhà này giếng trời phía sau thì có ngay cái máy để khu vực để máy lọc nước này. Và bên trên đây là giếng trời rộng tầm 2m2. Lấy sáng lấy gió và toàn bộ không gian kiến trúc của căn nhà ở phía sau nhé. Và không gian phòng vệ sinh dưới tầng trệt đây nha quý vị. Phòng vệ sinh dưới tầng trệt thì có bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Ngang 4m2, độ sâu 16m. Thiết kế một trệt và 3 tầng lầu, giá bán 6 tỷ 850 triệu đồng thôi, còn thương lượng. Quý vị có chú quan tâm căn này thì alo ngay về cho em Hùng theo số hotline 0918178647 nhé. Và chúng ta sẽ tham quan lại không gian phòng khách một lần nữa này. Và theo chân em Hùng di chuyển lên trên tham quan kiến trúc thiết kế của các phòng ngủ nha quý vị. Cầu thang thì ốp đá hoa cương kim sa đen bóng luôn nha quý vị. Nhà này lệch tầng và phía trước cao hơn phía sau nhé. Chúng ta sẽ tiến vào không gian phòng ngủ nha mọi người. Phòng ngủ số 1 này. Căn nhà này thì chủ nhà tặng kèm full nội thất nên quý vị sẽ có đầy đủ trang thiết bị nội thất tặng kèm. Mua thì chỉ việc xếp vali quần áo về ở thôi. Ở đây không gian phòng ngủ số 1 quý vị sẽ có giường 1m8, tủ áo, máy lạnh. Kết hợp với tủ đầu giường, đèn led, đèn chiếu sáng. Đầu giường có ốp nhựa trang trí rất là đẹp. Bên trên có trần phẳng với đèn led chiếu sáng. Không gian phòng vệ sinh trong bao gồm bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Đây là không gian của phòng vệ sinh của phòng ngủ số 1. Nhà thì rất là mới nhá, chủ xe ở chắc chắn kiên cố. Ở đây có cửa sổ ra khu vực sân trời, bên này là tủ kệ TV. Và di chuyển về phía trước thì quý vị cô chú sẽ đến với không gian của phòng ngủ số 2. Phòng ngủ số 2 của căn nhà này quý vị. Phòng này thì chúng ta có giường ngủ 2m này, đầu giường cũng có ốp nhựa trang trí, có cửa sổ ra khu vực mặt tiền chính, cửa ra ban công, tủ áo đóng đẹp, có hệ thống cửa kính và đèn led bên trong. Bên này là tủ kệ TV và phía trên là máy lạnh. Sàn phòng ngủ số 2 này thì ốp gỗ nhé. Ngoài đây thì chúng ta sẽ có ban công
1m2 bên ngoài, có lan can cao và kính cường lực. Đây là không gian phòng ngủ số 2 của căn nhà chúng ta. Căn nhà ngang 4m2, độ sâu 16m. Phòng vệ sinh của phòng ngủ số 2 thì quý vị sẽ có bồn cầu là bồn rửa mặt bên ngoài. Bên trong là bồn tắm đứng vách ngăn, vòi tắm hoa sen và gương soi. Quý vị có chú đang tìm nhà trên địa bàn đường Phạm Văn Chiêu Thông ra Lê Văn Thọ, thuộc phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, gần kề với công viên Làng Hoa, chợ và nhà thờ Hạnh Thông Tây, thì hãy ghé tham quan căn nhà này. Căn nhà chính chủ sẽ ở rất là đẹp, ở như ở nhà quý vị có hai giếng trời này. Giá bán chỉ 6 tỷ 850 triệu đồng thôi và còn thương lượng nha quý vị. Giá bán rất là rẻ, nhà thì hướng đông nam, hợp cho người hợp mệnh phong thủy là đông tứ trạch, khu nhà giàu đường tới 10m. Khu này thì hàng xóm thân thiện, an ninh, điện âm, nước âm, và khu này thì toàn nhà lầu thôi nên là không lụp sụp cũng như là không có ca múa nhạc hàng ngày nha quý vị. Nên quý vị mua thì rất an ninh và ổn định. Quý vị mua cho con em mình ở, cho con em mình đi học, cho con em mình ra ở riêng đều tuyệt vời. Đây là không gian của phòng ngủ số 2. Phòng ngủ có vệ sinh trong và có máy lạnh cũng như là sàn được ốp gỗ. Chúng ta sẽ có hai phòng có sàn ốp gỗ nha quý vị và hai phòng ốp gạch. Phòng này thì cũng đầy đủ trang thiết bị nội thất tặng kèm. Và di chuyển về phía trước này, quý vị sẽ đến với không gian của phòng số 4, phòng cuối cùng. Phòng này thì quý vị có bàn trang điểm, cũng có giường ngủ 2m này. Bên ngoài đây thì chúng ta cũng có ban công 1m2 đây. Nó khu nhà lầu rất là đẹp và sang nhé. Đây là không gian phòng số 2. Máy lạnh, giường ngủ đầy đủ hết nha quý vị. Tủ áo, tủ kệ tivi đều được trang bị sẵn sàng để giao bàn giao cho quý anh chị khách hàng nào sở hữu căn nhà này. Và đây là không gian phòng vệ sinh của phòng ngủ số 2. Phòng vệ sinh của phòng ngủ số 2 thì cũng với bồn cầu, lavabo rửa mặt, bồn tắm đứng vách ngăn, vòi tắm hoa sen và gương soi. Và lên trên sẽ là không gian có phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau nhé. Giá bán căn nhà này là 6 tỷ 850 triệu đồng còn thương lượng mạnh, hướng đông nam. Quý vị có chú quan tâm căn này thì alo ngay về cho em Hùng theo số hotline 0918178647 để chúng ta đến tham quan và sở hữu ngay. Khu vực sân thượng sau này, quý vị có một không gian phòng sông hơi trên đây này. Khu vực để máy giặt và khu vực này giặt đồ phơi đồ thì chủ nhà đã ốp gạch lên cao phun tường. Bên trên có lợp mái la phông luôn rồi. Có một phòng sông hơi khô đã nóng trên khu vực sân thượng này. Đó, nhà này làm rất là kỹ nha quý vị. Nhà ở nên người ta chơi luôn cái phòng sông hơi. Và lên trên đây là không gian của phòng thờ. Chúng ta đang tiến về không gian phòng thờ này. Phòng thờ căn nhà nhé, tầm 2m2 nha quý vị. Và đây là không gian sân thượng của căn nhà. Sân thượng đây. Cửa. Rồi chúng ta tham quan sân thượng nha quý vị. Giá bán căn này là 6 tỷ 850 triệu đồng. Quý vị có chú quan tâm alo cho em Hùng nhé. Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại.